Nay giờ này không có mưa gì, gió hiu hiu hiu. Trời nắng này uống trà cho nó giải cảm. Uống trà đã. Nắng gì đâu mà nắng đổ lửa rồi trời. Chiều giờ cơm nước gì cho em? Chiều tính chút gì bắt. Chưa cơm nước chưa hả? Ngày này còn sớm mà, chút xíu nữa bắt luôn. Nấu sớm quá, nó nguội không ngon. Rồi chiều nay ăn cái gì? Xúc xích chiên. Ăn cái gì mà xúc xích chiên trời? Hay là cái khô mài nước. Lao ăn cơm mà ăn cái gì xúc xích chiên. Rồi. Ủa? Ốc mà đi đâu rồi, sỉnh xây nữa rồi kìa. Ủa không đi đám nữa, đâu rồi lại. Cho bánh tét mà không có cho cái bọc. Trời ạ, đánh giỡn nhà ai hả? Giỡn gì, xem dưới. Giỡn xem dưới hả? Rồi sớm rồi nghe mày nói của ông cậu 8 gì đó hả? Cậu 8, cậu 7 gì đó. Tới của ông cậu 8. Tới cục kẹo hay gì, thúi mắt hay rồi. Rồi liêm dưới. Tới cục mắt dữ rồi. Uống chưa đã, uống chưa đã gì trơn, ông nghỉ trơn này. Trời, uống đi từ sáng tới chiều mà chưa đã nữa trời. Rồi bây giờ muốn làm sao? Nhà còn uống nữa không? Nhà còn gì nhậu không? Bánh tét ra nhậu nè. Tết em về bánh tét ra nhậu. Về nhà còn lịch sử với cá gô mề vẫn nào. Em lịch sử không? Ô hồ bà cái đồ quỷ nó ngát rồi. Sợ người ta không có ăn nữa ngán. Ngán không mà. Thì ngán rồi. Thôi xỉn đi ngủ đi, coi sao hè kìa có giọng nè. Không còn gì nhậu chân trời. Thôi gì đâu nhậu. Thôi mày ra giọng ơi làm sao đi. Trời, ngủ đi làm, bà ơi. Tao làm hồi chín là tao bị tao kêu mày vô. Được đó. Đi ra mình nghỉ đi. Chút về chiên khô cá lóc đi ra ngoài nó ngủ gắt đi. Khô cá lóc không? Chị, cho nó làm tăng hai. Đi ra mình đi. Rồi tôi đi ngoài, tôi đại chính kia tôi vô nha. Ừ, đi đây. Đi nổi không đó, chạy không? Cảm ơn. Chạy nó đi đây. Rồi, mặc đồ đẹp đi đám rồi. Vừa còn đòi uống nữa. Ừ, tới cục kẹo rồi. Ôi, thôi em đi vô nhà coi nấu cơm nấu nước gì đi mày. Ăn đi nhận hả? Nấu gì chứ không phải nổi nữa đâu, nổi nữa đâu ngủ. Con đi uống nước rồi đi vô. Vô nấu cơm nấu nước kìa đi. Tôi cũng chuẩn bị tôi đi tứ ba cái mai kìa. Tứ đi, nó hù à. Trời. Mệt chứ trời. Nào ơi, chín kêu tôi nha. Nào ơi, trời. Sao lâu tới chứ. Sao nhìn trời chứ trời. 1, 2, 3. Đi toilet mà sao? Giờ nãy ra đây sảnh này ra đây nằm à. Bữa nay đi đám cưới ăn mặn đẹp dữ rồi trời. Trời trời, thứ này nó nằm thứ gì chịu nói nổi. Gì đâu mà đồ trắng nõn hả ta. Vợ mình nhà này nó lùi cuối nấu cơm trong. Sơn móng xanh móng đỏ nè. Làm gì vậy? Uống nó xỉn nó ngủ rồi làm gì vậy? Nó xỉn. Nó xỉn.
sắc trời nó lớn. Tôi thấy con mũi. Mũi đâu? Mũi đâu về đây? Đập mũi giùm nó. Tôi đập ông bây giờ. Tôi đi vô nhà. Chạy chạy, tôi đập mũi giùm nó. Ai mượn? Mũi đâu về này? Rồi sao bà không nấu cơm đi? Nấu rồi. Bắt cơm rồi mà chưa làm đồ ăn. Đi ra mới bởi vậy đi ra mới thấy nè. Em muốn đập mũi giùm nó chứ gì đâu. Đập mũi hả, tính gì nó? Tôi đập ông bây giờ nè. Bà này thiệt tình. Đi đâu rồi á? Nghe nè. Gì? Nó nghe nè. Tự động đi lại cái lưu nước, thấy có cái ý tưởng nè. Cái lưu nước mà ý tưởng nào trong đó? Vậy mà có ý tưởng. Ý tưởng gì? Hôm giờ Út á, hôm giờ nó nhỏ nhỏ thôi. Nó mà nó cho anh tôi hoài. Nó đẩy xe tôi, nó xịt tôi á ra ngoài đường, nó đẩy tôi ra ngoài đường. Từ. À quên, nó tự hôm gà nó ly gián tôi hết mấy lần. Bây giờ á, bây giờ nó ngủ nè. Nó làm tôi xách qua ly đi hết mấy lần nữa đó. Ông có nghe lại theo nó không? Bây giờ ông làm theo tôi không? Trả thù nó không? Bữa nay phải cho nó một vố mới được. Giờ từ hôm gậy nó bây chơi giờ, nó cho anh 200 đồng mình quay. Bây giờ đi kiếm bông bóng đi. Đó, cái này chế vô. Rồi, hiểu rồi. Còn có không? Nhà có bông bóng không quên ta. Có. Bông bóng ở đâu dưới nhà mình nó có bông bóng. Nè, rồi xuống. Anh đến đây anh. Nè. Đi chạy. Ghê ở đâu có hả? Vì là ông giấu tôi ông đi ngoài đâu không? Không có. Ở nhà đâu có xảy này đâu. Cái này là bữa hổm á, tôi dùng tôi để cho anh nhưng mà chưa có dịp. Nói thiệt không ha, nói xấu cái là bạc tay liền đó. Nó dốc nó láo hay bạc tay liền đó. Có một cái một duy nhất đó, chứ không có cái thứ hai nữa. Tự động ở nhà không có xảy này mà bữa nay có này, trời. Cái này không biết mình thổi lên được không ta? Không thử biết rồi. Thổi được không nữa? Thử rồi, xé, vậy xé ra thử rồi. Rồi, xé ra luôn. Kéo ra cánh sau đây ta. Được không? Sao nó lủng thấy bà luôn á. Có xài này đâu biết. Dính. Ồ. Dính. Ồ dài dữ ta. Ồ. Ấy. Thằng ơi, cái ok có ai dạy gì không chạy. Là chạy. Rồi rồi. Mày xong rồi. Vô nước hả? Ít quá à. Đó, vậy được rồi, vậy được rồi. Ít quá, nhỏ xíu hả? Ừ, tâm vô là ước mình rồi. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Cái này mình phải thổi bự lên mới được. Đâu cần thổi. Thổi sao bơm nước? Được. Thôi được rồi. Rồi sao chế nước vô nè? Rồi chế vô. Rồi sao chạy? Tắt đi. Rồi hả? Bây giờ mình bơm vô được nhiều nước rồi đó. Hồi nãy khó bơm quá. Bây giờ bơm vô được nhiều nước rồi. Trời. Y gan, y gan cho bí à? Y gan nấm vú vậy? Y gan cho bí à? Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này mình cả. Mình sẽ cột lại. Chắc nha. Lấy chiếc đũa, lấy chiếc đũa. Dạ. Lấy chiếc đũa. Đứa này tôi cột cho ông. Ông ơi. Hồi đó phải ông kêu á bà mẹ. Ném ông ra thêm chút nữa. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Trời ơi. Không tới à? Không tới à? Không tới à?
Trời ơi dữ hát không. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi. Cao lên. Cao lên. Cao lên nó rớt nó đạp. Bây giờ mình chọn nó chưa? Chọn nó đi còn gì? Chọn nó luôn hả? Chọn nó tắm một bữa. Này, quay vợ đây, đâu thôi nó nha. Quay đi vô tắm một bữa. Vô trong. Cho nó ăn thêm một cái nữa. Đi đây. Ăn đi. Tao cho mày chuyến này chừa, từ ngày sắp tới là không có mà cho anh hả làm cái gì cho chị ba nữa nghe không, tư nữa nghe. Mới hả? Điểm dở gì rồi mới gì nữa? Tối nay tôi đi sinh nhật nữa, tôi chọn cái ớt kẹp hết trơn rồi. Chơi với cái gì trời vậy trời? Ai mượn mấy bữa đó mày chơi tao làm chi? Chị em mà bà chơi vậy đó. Ông chị em buồn què đó chơi mấy anh nhà bà. Ông chị em buồn què đó chơi mấy anh nhà bà. Ông chị em buồn què đó chơi mấy anh nhà bà ở đây. Ông chị em thôi làm gì nữa hả? Chị em mà chơi vậy đó. Từ đây về sau tôi gọi tem luôn cho hai chồng ông á, tự đóng tự diễn đi, đừng có kêu tôi nữa, tôi gọi tem rồi đó.